Xin chào anh em, Rui Medic Line này. Ngày hôm qua thì mình có làm một clip mở hộp chữa Rui Medic Line cho anh em xem đấy. Thì mình có về mình dùng một tối và mình cũng thấy nó khá là thú vị. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một clip để review qua cho anh em xem nhé. Xem sản phẩm này nó có cái gì nổi bật và anh em sẽ được những gì từ giá là 4.390.000 cho anh em nhé. Sức mạnh lớn nhất của chiếc máy này là chỉ là con chip Snapdragon 710 thôi. Còn về vấn đề về hoàn thiện máy thì mình thấy ở cái mức độ trung bình thôi. Cũng đẹp nhưng mà nó vẫn không phải là sản phẩm cảm giác như cao cấp lắm. Như ví dụ đơn giản cùng tầm tiền là chiếc Mi 8 SE thì mình cảm thấy nó cao cấp hơn. Bởi vì dù sao dòng Mi nó cũng là sản phẩm cao cấp mà. Còn đây thì mình cảm giác nó vẫn là rẻ tiền. Cái lưng này của nó hoàn thiện với hai cái màu pha như này. Đây là cái màu mà được gần như tất cả các hãng điện thoại Android hiện tại bây giờ đang rất thích ưa chuộng sử dụng. Hai cái màu pha như này. Thì sản phẩm này nó có hai màu anh em nhé. Đây là cái màu tím và màu pha đen, còn lại một màu nữa là màu xanh nước biển pha đen. Thì ở đằng sau ấy nó cũng là mặt này nó là mặt mặt nhựa thôi và nó có tráng kính tráng gương. Trông nó như là một kính nhưng thực ra nó chỉ là nhựa thôi và cái màu của nó mình thấy hoàn thiện tương đối đẹp, nó có những đường gân nhỏ nhỏ này. Đây và có chữ Realme ở đây. Mình thích nhất ở cái vân tay thôi. Cái vân tay làm hoàn thiện rất là tốt luôn. Khi mà sờ vào cảm giác nó rất là nông mà nó không có cảm giác khó chịu khi sờ vân tay ở đây. Còn cụm camera này thì có một camera chính là 16 megapixel camera phụ ở 5 chấm. Thì ở cụm camera này thực tế so với mình thì mình không thích lắm. Mình không thích cái kiểu hoàn thiện có cái vòng như này. Thì mình cảm giác như nó hơi đồ chơi một tí. Còn về cái viền thì có lẽ là cái viền này là viền nhựa thôi. Và mình cảm giác rất là rẻ tiền. Thực sự là mình cảm giác rất rẻ tiền thôi luôn. Bởi vì một cái vấn đề là cái cổng micro USB này. Mình rất tiếc cái cổng micro USB luôn. Và mình thích ở đây là cái cổng Type-C cơ. Bởi vì bây giờ những cái hãng điện thoại ra những cái chiếc máy rẻ tiền như của Samsung hay là những chiếc của Xiaomi như chiếc Redmi 7A ấy, những dòng rẻ tiền thì nó mới dùng cổng này thôi. Còn bây giờ Type-C hết rồi. Mà chiếc máy này sở hữu chip Snapdragon 710 lại dùng cái cổng này, mình cảm thấy hơi tiếc một chút về cái này. Mình không thích một chút nào luôn đấy. Còn đây là cái loa ngoài và khi chơi game hay xem phim nó chỉ phát ra loa này thôi. Và đây là bên mic và cổng kết nối 3.0 khai sim ấy, cả nút tăng giảm âm lượng cũng nằm ở một bên như thế này và nút nguồn cũng nằm như này đấy. Thì cái viền của nó đều phay và cũng khá là sắc nét, nhưng mà bản thân mình cảm thấy nó rẻ tiền đó, mình không cảm thấy có sự cao cấp ở đây. Và cả cái viền màn hình để kết nối với lại cả cái viền máy cũng vậy, nó cao mà nó thô hơn, nó hơi thô. Máy thì cầm rất là mỏng, tay mình to thì mình cầm chơi game này mình cảm thấy nó không thích một chút nào luôn. Tay nó to cầm cảm chơi game nó cảm thấy nó hơi hụt hẫng. Nhưng mà bù lại thì nó có một ốp rất là chắc chắn ở đây này, ốp tặng theo máy ở đây. Thì khi lắp cái ốp này vào dùng rất là thích luôn. Đó, khi lắp cái ốp này vào thì dùng là thích. Nhưng mà các bạn tay bé thì có lẽ là bỏ cái ốp là sẽ thích hơn. Ví dụ như các bạn đang là học sinh ấy, qua là học sinh thì tay các bạn bé hơn, hoặc là các bạn có cái tay bé hơn của tay của mình thì sẽ cầm mỏng như thế kia sẽ thích hơn. Nhưng mà mình thích cầm dày như này cơ, cầm như này nó mới chắc chắn, chơi nó mới thích. Nhưng cái ốp này thì có một cái nhược điểm, nó gồ hơi cao này. Đó, anh em nhìn thấy không? Cái này kể có dán cường lực vào nữa thì nó vẫn cứ thấp hơn là cái viền này. Nhiều lúc mà anh em chơi game mà vuốt từ trên này xuống hay là thoát ra nhiệm vuốt từ dưới lên nó hơi khó. Đấy là nhược điểm của cái máy nó như thế thôi. Vấn đề về chụp ảnh thì mình cũng đi thử nghiệm bên ngoài ấy. Thì cái máy này chụp ảnh cũng tương đối tốt. Ánh sáng bên ngoài thì ánh sáng mặt trời, mình nhìn ánh sáng mặt trời ấy thì ở mức độ trung bình thôi. Khi mà mình chỉnh hết sáng lên nhá thì mình cũng nhìn cũng hơi khó nhìn khi ở ánh sáng mặt trời, vì khi cái bóng lại của nó hơi nhiều đấy. Thì ở đây mình có quay một đoạn clip mà khi mình ra ngoài trời ấy. Đấy, về máy ảnh thì ở mức độ cũng đẹp, quay phim cũng ok, chấp nhận được. Ở cái mức giá máy là 4.350.000 thì mình cũng cảm thấy cũng tốt. Nhưng mà thua so với Mi 8 SE anh em nhé. Rất là thua so với máy ảnh, rất là thua so với Mi 8 SE thôi. Cái máy này thì mình cũng không nói nhiều về vấn đề về máy ảnh hay là về kiểu dáng đó. Mà quan trọng nhất là anh em mua cái máy này chỉ để chơi game thôi. Bởi vì cấu hình nó khỏe mà. Thì chơi game ở đây là mình tối qua mình cũng cài rất là nhiều game ở đây để chơi nhé. Đấy, thì bây giờ mình sẽ chơi thử một game với tay cầm trước. Game Alphard đi. Alphard 8 này để thử cái độ hoàn thiện về từ phần cứng của nó xem ra là như thế nào. Từ cái độ hoàn thiện về kết nối với cảm biến của nó xem là như thế nào anh em nhé. Đây thì mình chơi game Alpha 8 trước với cảm biến lắc của nó nhá. Với game đưa xem à. Thì mình có vào game thì cái thời gian load của game Alpha 8 này nó cũng mất tương đối nhiều. Nó rơi vào tầm khoảng 15 giây anh em nhá. Thì bây giờ là mình vào đây luôn. Oh,
Có, vào bên trong cũng khá là nhanh. Thì khi chơi game thì bây giờ mình đang chỉnh ở mức loa to nhất thì loa rất là to luôn và nghe khá là ấn tượng. Đó, cảm biến của nó rất là mượt anh em nhé. Cảm biến là chơi game rất là mượt luôn, thích luôn đấy. Và cái màn hình game cũng đẹp. Đó, nói chung là chơi ở trên chiếc Redmi X-Line với cảm biến đua xe này mình cảm giác rất là cao cấp luôn, cảm giác như một chiếc máy cao cấp luôn đấy. Mình chỉ tiếc cái khi mà hiển thị cái game của sản phẩm này thì mình rất ghét cái này luôn, mình rất ghét cái gọt nước luôn. Nhưng mà cái và cái cong của cái màn hình full màn gọt nước này thì mình thấy bình thường. Người anh em thì không thích cái cong này, nó làm cảm giác như mất ở màn hình, nhưng mà mình thấy thì nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà mình ghét cái này, mình cực kỳ ghét cái camera luôn. Màn hình rất đẹp, màn hình thì trong cái chơi game đồ họa thì tương đối là thật, tương đối là đẹp luôn, không quá ảo. Đó, đó là có vẻ cảm biến, cảm giác chơi như một chiếc máy cao cấp rất là nhạy ấy. Thì mình thử cắm tay game vào xem thế nào nhá. Bây giờ mình thoát ra này, kết nối thử cái tay game nhá. Game đua xe là chơi tay game thích hơn, chơi lắc thì nó cảm giác nó hơi thật thôi, nhưng mà chơi tay game để được nhất thì chơi tay game dễ được hơn. Chứ mình vừa lắc thì mình không thể vượt qua được một một đối thủ. Rồi, nó báo cái nốt tay cầm và nó nhảy sang màn hình quảng cáo luôn. Ok nhá. Chơi lại bàn Tokyo nào. Hôm trước chơi Redmi 8 SE thì tay cầm chiếc máy nó nhẹ và vừa vặn, và tay cầm mình cảm giác không nặng lắm. Thì chơi chiếc máy này thì hơi nặng, mình cảm thấy hơi nặng hơn một chút. Mình chỉ cảm giác thôi, nhưng thực tế trọng lượng chắc là nó không hơn nhau mấy đâu, nhưng mà cảm giác cầm nó hơi bị gạt xuống một chút. Anh em chơi tay cầm chắc không chơi nhiều đâu, mình chỉ thử nghiệm cho anh em xem thôi, và cảm giác của mình là như thế thôi. Đấy, chơi tay cầm thì bên này nó là ga, nó là phanh. Mình chơi rất thích luôn. Nó dùng cần analog để điều khiển. Đấy, mình sẵn sàng bỏ đối thủ luôn, nhưng mà mình sẽ vượt rất dễ. Chơi tay cầm thì tuyệt vời luôn đấy, cảm giác nó không có độ trễ luôn. Đó, anh em ơi, mình chơi tay cầm thì game này mình chơi chỉ muốn nhất thôi. Âm thanh của loa phát ra cực kỳ sinh động luôn. Thì tối qua mình có chơi ấy, và mình chơi vào, mình nằm trên giường, mình chơi vào lúc chuẩn bị đi ngủ, và mình không dám bật lên nhiều, không dám bật to bởi vì âm thanh rất là vọng. Bởi vì chất lượng loa ngoài của chiếc máy Redmi X này cũng tương đối tốt nên anh em chơi game, mà nó thiết kế rất là thông minh luôn. Thế này lúc anh em cầm trên tay để chơi game ấy, nó không bị che mất loa. Như mình sử dụng chiếc Galaxy Note 8 mình chơi game thì bị che mất loa. Thế thành ra loa nó hơi bé, nhưng mà chiếc này chơi thì không bị che mất loa. Đó, còn về chơi tay cầm nhá.
Bây giờ mình sẽ lại thoát ra xem đa nhiệm dùng tốt không. Thì sản phẩm này là dùng RAM 4GB. Đấy. Mình tắt tay cầm đi, mình chơi một game khác đi. Đó. Đây này. Thì mình không thích cái menu của sản phẩm này một chút nào, không thích giao diện của sản phẩm một chút nào. Thì đây là mình cứ nghĩ như Xiaomi ấy, thì đây là sâu hết ra màn hình. Nhưng mà mình cài cái Safari rồi mình tìm mãi không thấy, hay camera mình tìm mãi không thấy luôn. Rồi sau mình biết là nó một cái menu ẩn ở dưới này anh em này. Đấy. Đấy thì tất cả ứng dụng làm đây thì mình cái này mình không thích, mình cái nào mình cảm thấy rất là khó chịu về cái giao diện này luôn đấy. Thì sản phẩm này nó có cái giao diện nó chỉ có tiếng Anh thôi và chưa tiếng Việt để cài nhé. Xem lên thì anh em mình cài thoải mái. Bây giờ mình vào một cái game khác đi. Mình vào một cái game này mà hôm nọ mình thấy đồ họa rất đẹp này. Game kiểu đánh chém này. Đồ họa cực kỳ đẹp luôn. Và thử xem thế nào nhá. Nói chung là tương đối đẹp và mình cũng cảm thấy rất là ok đó. Thì màn hình mình cảm thấy có vẻ như là cái màu sắc nó thật hơn là so với chiếc Redmi Note 7 một chút. Nó tất cả mọi thứ thì cảm thấy nó ngang với chiếc Redmi Note 7 về độ màn hình, còn màn hình của nó thực sự là không thể được bằng chiếc Mi 8 SE đâu. Cùng giá tiền thì anh em mới chọn Mi 8 SE, nhưng mà sản phẩm này thì pin nó tốt hơn, nó đồ họa tương đối đẹp, chơi game cũng rất là mượt và mình chơi đa nhiệm rất là nhiều luôn. Mình vừa bật một game Alpha 8 và một số ứng dụng vào, bây giờ mình chơi game này cũng không cảm thấy nó khác, nó bị khó khăn gì đâu. Đấy là về những game online. Còn bây giờ thì mình lại thoát ra nhá. Mình rất ghét cái đa nhiệm của cái này luôn, đó, rất là khó sử dụng luôn. Đấy, cái đấy là mình ghét nhất về cái giao diện của sản phẩm này. Đấy, bây giờ thì mình sẽ ôi đấy, mình vuốt đa nhiệm rất là khó luôn. Do cái ốp nữa đây, mình đã chạy vài game như này, vài cái này. Bây giờ mình sẽ chơi một game online anh em hay chơi nhất nha, lại là game PUBG. Đó, xem có loát nhanh không nào. Hôm trước trên 18 SD thì loát là tương đối nhanh đúng không, còn trên chiếc máy này xem có loát nhanh hơn nào. Mình đang chạy hai game nhé, chạy hai game khá nặng. Đó, thì bây giờ mình sẽ loát. Rồi ok, cũng mất khoảng 15 giây anh em ạ. Cũng ở mức độ trung bình thôi. Và rất tiếc là cái sản phẩm này chưa có tiếng Việt. Thế là thành ra là anh em chơi game, một số game cũng không hỗ trợ được tiếng Việt đâu. Game PUBG thì mình chưa biết là có hỗ trợ được không. Rất tiếc là game PUBG chưa có tiếng Việt thật anh em ạ. Bây giờ mình cài cấu hình xem nào. Đây thì nó cũng giống như chiếc máy Mi 8 SE. Nó cũng hỗ trợ lên HD và không HDR anh em nhé. Và chế độ là chế độ cao đều có luôn. Đấy, mình chọn chế độ phi này, ok nào. Rồi ok, bây giờ mình mát vào game này. Đây, thời gian lót vào game thì nó phụ thuộc vào mạng nữa. Nhưng mà máy này lót thì tương đối nhanh. Mình cảm thấy lúc đầu vào game cũng hơi giật anh em ạ. Lúc mới đầu vào game thì cũng hơi giật một chút. Đó, cũng hơi giật đấy. Trên Mi 8 SE thì mình không cảm thấy có điều này luôn nhá. Mi 8 SE mình không cảm thấy bị giật như này. Nhưng mà đồ họa tương đối đẹp. Đồ họa như thế này là rất là ổn đấy. Nhưng mà vừa vào game thì mình cảm thấy nó hơi giật. Nhưng mà thực tế mình chơi trên chiếc Note 8 của mình của bản Hàn Quốc mà dùng chip Exynos ấy thì cũng có cảm giác tương tự như chiếc máy này. Nhưng mà chip Qualcomm 710 mình cảm thấy tương đối mạnh. Chơi trên Mi 8 SE thì mình không thấy bị giật cái hai bước như bây giờ. Nhưng không sao cả, bây giờ thì mượt rồi. Đó. Ok ok, bây giờ mình chuẩn bị nhảy dù nhá. Để khi cầm súng và mình xem lúc nữa bị ngắm nó bây giờ hay không. Đó anh em,
rất là mượt, và thằng này rất là mượt, nó chỉ bị lúc ngay lúc đầu mình vào thôi, đúng không? Còn vào chơi game thì không vấn đề gì cả. Chắc nó lag không kịp, có thể là do mạng. Trên Mi 8 SE thì hôm trước mình test nó may mắn hơn, nó không gặp. Bởi vì cấu hình hai chiếc máy này nó như nhau mà. Nó chỉ khác nhau một con này là sản phẩm này sử dụng RAM 4GB thôi. Còn chiếc Mi 8 SE hôm trước mình test là RAM 6GB. Nhưng mà cái RAM nó chỉ đóng góp vai trò chạy đa nhiệm thôi. Đó mình vừa bị giật một chút, rồi anh ạ. Không biết là do mạng hay là gì. Cấu hình thì cảm giác như nhau rồi. RAM không quan trọng, nó quan trọng chạy đa nhiệm. Game PUBG chạy cao nhất là GB 2 thôi. Thế là 4GB cũng đáp ứng thoải mái rồi. Nhưng mà mình vừa lại cảm giác đấy lại giật một chút nữa. Cảm giác không được mượt mà như 8 này anh em ạ. Bị giật tương đối nhiều. Và mình chỉ cấu hình cũng như trước 18 này hôm trước thôi. Gọi nghe tiếng súng nọ. Và mình chưa nhận được khẩu súng nào cả. Về âm thanh nó chỉ có một bên loa, thành ra mình chơi game mình không nghe được tiếng nằm ở vị trí nào là chủ rõ nhất. Thì ví dụ chơi những chiếc máy cao cấp nó phát ra hai loa ấy, thì anh em mình có thể nghe được hai bên, thành ra là mình có thể nghe được tiếng súng nó đang bắn ở bên nào. Nhưng mà đấy là cái vấn đề anh em phải chuyên nghiệp thôi, chứ bản thân mình nó phép vậy thôi, chứ mình nghe của mình cũng không biết luôn, mình nhìn bản đồ là mình đi theo thôi. Đấy thì khi mình chỉ sang góc ngắm thì cũng không có gì bị giật cả, tương đối tốt. Mình chỉ bị ngay lúc nhảy xuống thôi, chứ bây giờ thì chơi cũng tương đối tốt đúng không anh em? Không bị giật đâu. Ok, bây giờ mình có nhặt được vài khẩu súng rồi, mình sẽ đi tìm thằng địch để mình bắn thôi nào. Thằng rất sắc động luôn. Ok, chơi tương đối tốt rồi anh em. Ok, chơi đa nhiệm tương đối tốt. Với 4GB RAM thì anh em mình chơi cũng được 3 game rất là nặng, và cũng không cảm thấy giật mấy. Thì chơi PUBG thì nó giật hơn Mi 8 SE một chút, nhưng mình nghĩ có lẽ là do mạng thôi. Chứ còn về vấn đề phần cứng thì đa phần nó như nhau, màn hình thì nó xấu hơn 18 SE, nhưng mà mình cảm giác nó thật hơn Note 7. Chiếc Realme X Line này có một nhược điểm là không có tiếng Việt anh em nhé, hiện tại chưa có tiếng Việt, đó là nhược điểm duy nhất mình cảm thấy như vậy thôi. Còn ngoài ra cái hoàn thiện thiết kế của nó mình tiếc mỗi trần này thôi, chứ còn không có gì phải lăn tăn cả. Anh em mua chiếc máy này cũng tương đối tốt, cũng vừa tầm giá, nhưng mà nếu cùng giá mức này anh em không quan trọng vào pin này, mình khuyên anh em nên lấy một chiếc 18 SE hơn. Chứ nếu lấy chiếc này thì thực sự nếu đánh giá so với 18 SE mình cảm thấy nó hơi thua kém hơn một chút, nó chỉ có thể so sánh với Redmi Note 7 thôi anh em ạ. Cảm ơn em theo dõi clip, tạm biệt và hẹn gặp lại anh em nhé.